stand up ấy, ông ấy toàn viết thâm xoay, xong rồi bốc random ra, xong rồi viết chuyện. Ờ đấy. Kia không ổn. Proceed to check out. Đây là tao trả cash xem, tao có cash. Mẹ, một cái vlog bất ngờ luôn là quay vlog là mình để đi Black Friday cho mọi người xem. Nhưng mà bất ngờ là tự nhiên buổi tối hôm đấy mình nhận được, khi mình đi ngang qua đường ấy thì mình thấy là có nhiều thằng đang ngồi cam, nhưng mà không biết cam cái gì. Lên trang của bên Instagram thì thấy lên trang nó để những đôi giày giá khá là rẻ, Yeezy mà chỉ có khoảng 60-70 đô thôi, mà mình có thể mua được nhiều đôi. Ok, thế là mình đi cam thôi. Và một chiếc vlog cam Yeezy hoặc là cam giày thứ hai đã ra đời. Hiện tại thì mọi người cũng có thể thấy mình vừa mới mua đồ ở McDonald's, và bây giờ mình chuẩn bị ra bên chỗ cam giày đó. Mọi người có thể thấy nếu ở Việt Nam thì chắn sẽ không có nhiều tiền để mà để những cái store mà còn mở đèn như thế này. Chủ yếu mình thấy nó mở đèn là để canh trộm. Canh trộm ở chính là flex, tại sao không nhỉ? Ừ đúng rồi, nhìn đẹp mà, flex mà. Kiểu nhìn vô trong kiểu đẹp vãi. Mà đường nhìn sáng cực, như kiểu là nó không hề đóng cửa thế nào ấy. Chỉ là không có người thôi. Bây giờ là 4 giờ sáng và có vài thằng đã về rồi. Mình có khả năng line up và đi lên. Kiểu không khí thấy rất là vui luôn ấy. Mọi người nói chuyện vui vẻ, kiểu tại cũng vài thằng đi mà. Xong rồi bên cạnh đó thì mọi người bật nhạc kiểu chill cực. Đây là lần đầu tiên mình đi cam và cảm giác vui như thế, dã man. Đi vệ sinh ấy thì thằng bạn mình nó hù, không biết nó hù không, nó bảo là tụi bay im lặng, đi nhỏ nhẹ thôi, không là bảo vệ biết. Mình kiểu what the fuck, tao đi vệ sinh không mà, xong rồi vô nhà vệ sinh, đi xuống đi, xong rồi đi lên gặp bảo vệ. Ôi trời, bảo vệ đang đi hướng này, bố mày vọt hướng kia. Vừa mới ra cửa nhà vệ sinh kiểu gặp phải ông ra cười đó. Ờ kiểu mình ủa cuối cùng bình thường mà, nhưng mà vẫn rén kiểu thấy bảo vệ ui sợ vãi. Chưa bao giờ đi đái mà nó kiểu cam co và căng thẳng và kiểu đi đái như kiểu cuộc sống của mình dựa vào việc đấy. Ừ đúng rồi, kiểu như phim bom tấn, như kiểu kịch tính, kiểu Mission Impossible, kiểu né bảo vệ các kiểu. 7 giờ sáng và tự nhiên có một đoàn người, người ta đến kiểu quay phim các kiểu, như kiểu đài truyền hình ấy. Tự nhiên như kiểu quay bọn con nít đứng ngoài đường cả đêm, chả biết để làm cái gì, mua giày đúng xà luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vui quá nhở. Ờ ừ cũng đúng. Ờ ừ, quên mất rock đôi giày gì 700 Wayfarer. Thằng nhân viên mang đôi Air Force One Off-White. Hàng thì nó bắt đầu chuyển động, nhưng mà mình thấy trên kia tụi nó xếp hàng kiểu cứ lúc nhúc như tổ kiến lửa, nhìn thấy chả có tí văn hóa nào hết. Để xem coi tí nữa bọn này sẽ giải quyết như thế nào. Và khi mà vào mua thì bọn mình chỉ có 10 phút để mà lựa thôi, tại vì xếp hàng đông lắm. Kiểu thằng mua đầu tiên đang được kiểu nhân viên báo chí phỏng vấn hết kiểu này. I saw this one right here, like minus 5. Mà nó là may vãi, mình vừa không những được cho giày, mình còn được tặng thêm tiền nữa. Kiểu cái điều của mình là nó cho mình giày và cho mình tiền luôn. Thế là được giày free, thế còn được thêm tiền nữa. Why not? Thằng này thì nó chỉ được mỗi giày, nhưng mà phải trả 3-7 đồng thôi. Cũng rẻ, cho một đôi Vapor Max. Thật sự mà nó là bên ngoài xếp hàng đông vãi luôn, vẫn còn xếp hàng dài, hàng kiểu tầm mấy chục người, 40-50 người ở đấy. Có lẽ chúng nó không biết là đã hết giày rồi, tại vì bọn mình là những người cuối cùng. Well, bây giờ mình đã về đến nhà rồi đây. Và mình trong lúc đấy mình có đi mua một chút xôi và bánh mì để mà ăn, tại vì mình cả ngày mình không ăn rồi đấy. Well, thì tổng hợp lại hôm nay thì chúng ta có một buổi cam khá là thành công. Mình cam được đôi giày size 13 và mình cũng sắp bán được cho một người anh của mình, mong là thế. Mình được tặng đôi giày thêm 5 đồng nữa, kiểu extra 5 đồng, kiểu như kiểu là mày cho tiền, tao cho tiền mày, mày lấy đôi giày giùm tao đi. Đó là tất cả những gì mình vlog mình chia sẻ trong ngày hôm nay. Và sau buổi cam này
thì mình sẽ đi xuống downtown một lần nữa để mà đi Black Friday. Mọi người cũng đang chờ cái vlog Black Friday nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog sau.